Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, trong 500 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã, có 40 đồng chí nữ. Phóng sự sau đây sẽ phần nào kể cho khán giả về câu chuyện của những nữ công an xuống xã. Những ngày xuân Canh Tí năm 2020, rời khung cảnh sầm uất nhộn nhịp của phố xá Buôn Ma Thuột, chúng tôi đến một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nơi có các nữ công an chính quy được điều động xuống đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã. Đến nay, trong 500 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có 40 đồng chí nữ. Những ngày xuân, hoa khoe sắc trên các tuyến đường, mọi nhà đang vui đón xuân, còn Thượng úy Lã Thị Thúy, Phó trưởng Công an xã Yên Ninh, huyện Chư Quynh vẫn xuống các thôn buôn để cùng các tổ tăng cường việc tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản ngoài nương rẫy, phòng ngừa trộm cắp và không tàng trữ, đốt pháo nổ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết. Những tháng qua, kể từ khi có các công an chính quy trên tỉnh, trên huyện được điều động về xã, luôn gắn bó, lo toan với những chuyện chung của thôn, của xã, nên người dân ở đây phần nào yên tâm làm ăn, mừng vui đón Tết yên bình. Trước tiên là ghi nhận cái chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Công an, đã điều các đồng chí công an chính quy về nắm giữ chức vụ Phó trưởng an tại xã An Ninh này, là tôi chỉ nói hai chữ thôi là tuyệt vời. Khi nào là cần thì công an có mặt. Xã An Ninh cách trung tâm huyện Chư Quynh trên 15 km, có 17 thôn buôn, hơn 13.320 nhân khẩu với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Số hộ nghèo ở trong các buôn thôn còn nhiều. Vào dịp Tết thường xảy ra tình trạng trộm cắp, cờ bạc, uống rượu bia say, đánh nhau gây thương tích. Một số hộ dân trong xã còn lén lút tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đó chính là những chuyện phức tạp trong các thôn buôn mà hàng ngày Thượng úy Lã Thị Thúy, Phó trưởng Công an xã Yên Ninh cùng đồng đội phải bám sát nắm tình hình, đêm hôm đối mặt, ngăn chặn, giải quyết. Còn bà con nhân dân lên thì khi mà được bọn em nhiệt tình giải thích, giải quyết các thủ tục giấy tờ thì bà con bảo, ủa sao lại nhanh như vậy? Sao trước kia các cô các chú phải chờ đến tận nửa tháng, cả tháng trời, sao bây giờ các con về cho trong 2-3 ngày, có khi là trả ngay luôn, nếu mà thủ tục nào đơn giản mà em trả ngay luôn, thì bảo tại sao nhanh như vậy nhỉ? Thành ra là bọn em coi đó là niềm vui, là động lực để bọn em tiếp tục cái công việc của mình. Tạm biệt xã E Ninh, huyện Chư Quynh, chúng tôi đến xã E Cờ Pam, huyện Chư Mờ Ga. Ở đây có đại úy Hở Linh Mờ Lô đang làm trưởng công an xã. Trong xã có rất nhiều hộ đồng bào Ê Đê, đại úy Hở Linh Mờ Lô là con em của buôn làng Ê Đê, nên trong công tác dân vận, nắm tình hình, giải quyết công việc đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày tại cơ sở có nhiều thuận lợi, dễ gần gũi với đồng bào và được nhiều người chia sẻ, giúp đỡ. Những ngày xuân, ai cũng vui đón Tết cổ truyền, còn đại úy Hở Linh Mờ Lô, trưởng công an xã E Cờ Pam thì vừa phải thu xếp nhanh gọn việc riêng tư gia đình, vừa bám sát địa bàn các thôn buôn cùng anh em tuần tra, nắm tình hình để chủ động tham mưu đảm bảo tốt an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, giải quyết các vụ việc vi phạm. Xa hơn nữa là đến xã Quảng Điền, huyện Krông Anna, nơi có đại úy Lê Nguyễn Hiếu Thảo, từ đội phó trên công an huyện, tình nguyện về đây làm trưởng công an xã. Trong lúc mọi nhà đang tụ họp về đoàn viên đông đủ, thì chồng của đại úy Lê Nguyễn Hiếu Thảo vẫn đang công tác ở cách nhà gần 400 cây số. Từ lúc Thảo về làm trưởng công an xã Quảng Điền đến nay, thì cả hai vợ chồng phải thường xuyên xa nhau. Đứa con nhỏ phải gửi lại cho bà ngoại ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, hàng ngày trông nom đưa đón đến trường mầm non ăn học. Còn Thảo thì hàng tuần vẫn cùng mấy anh em trong ban công an xã Quảng Điền miệt mài với bao chuyện làng, chuyện xã. Xa gia đình, những sĩ quan công an mang theo nỗi nhớ người thân xuống các thôn, buôn, làng, xã, không được thường xuyên về gần gũi, giúp đỡ, chăm sóc vợ chồng, con cái. Nhưng mải miết theo công việc hàng ngày, gắn bó với địa bàn cơ sở mới được giao, cuốn vào trách nhiệm phòng ngừa, xử lý các vụ việc mà hàng trăm nam nữ cán bộ sĩ quan công an ở tỉnh Đắk Lắk được điều động xuống xã, đang ngày đêm lặng thầm hy sinh một phần riêng tư của gia đình mình vì sự bình yên cho nhân dân.